Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Thảo Yên Hoàng Chủ tịch trở lại với tất cả quý khán giả và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo Thảo Yên với chúng tôi đang nói về chuyện mà chính phủ Thái Lan thứ nhất đó, là sẽ cho phép thực hiện một cuốn phim nói về cái việc mà cứu nạn 12 trẻ em cũng như người hướng luyện viên thứ hai là thực hiện cả một cái chương trình du lịch lớn để mà cho những người ngoại quốc và kể cả những người dân nhất là trẻ em được cái chương trình giáo dục khi đi vào hang động mà xảy ra những cái biến động thì nên có cái phương án nào để thoát khỏi. Nhưng mà thưa quý các tác giả đừng nói đến chuyện hang động quá xa xôi ở Thái Lan, Việt Nam vân vân. Ngay cả cái bảng Hollywood, chúng tôi đã nhìn thấy trên đường sân xét và Hollywood mà không bao giờ đến được. Mà mấy chục năm nay cái ngày đầu tiên mà chúng tôi đến Mỹ đó là đã được đưa đến nhưng mà cũng ở dưới đất à Nhìn lên cái chữ Hollywood mà mình cứ nói ờ oh, từ đây mà leo lên trên đó được không biết làm sao ha thế thì mình đừng nói đi đâu xa ngay ở trước mắt chúng ta ngay ở nhà đằng sau vườn chúng ta đây cái bạn này mà chúng ta còn không lên được huống hồ gì đi hang động thái lan thế thì ngày hôm nay trước cái sự mong đợi của nhiều người thì hãng phim Warner Brothers tuyên bố họ sẽ đầu tư 100 triệu Mỹ Kim để xây dựng một cái hệ thống dây cáp từ ở dưới đất đưa mọi người lên trên đỉnh này. Và quý vị thấy ở trên Youtube đó rất nhiều người họ đã bỏ công sức ra chẳng hạn như người phụ nữ này cùng với người bạn trai của cô. Bỏ ra công sức để hướng dẫn người dân và nhờ cái video này chúng tôi mới biết cách được làm thế nào để lên được cái Hollywood side này. Lý do đó Bà nói có một cái thành phố nó mang tên là Beachwood Canyon Và cả cái cộng đồng nhỏ bé này nó là tan hoang luôn Bởi vì sao? Cái số lượng du khách thầu em tưởng tượng Một ngày có cả bao nhiêu ngàn người họ đậu xe Nghĩa là tan nát hết rồi họ đi vào đi ra Và đến à. độ, đến độ đó là các các cơ sở tiểu thương không làm ăn gì được hết Bởi vì không có chỗ đậu xe oh. Mà ngay cái địa điểm mà ở phía dưới chân đồi của Hollywood đó là beachwood canyon và đó là lý do lớn mà tại sao mà từ xưa tới giờ nhiều người đó họ không lên đây được mà quý vị bấm vào google đó là google hướng dẫn quý vị đi đâu luôn đó chứ ngay cả google họ cũng đưa quý vị đến đây đó rồi đến nơi đó mà cái người dân ở đây vui lắm họ cấm bạn bậy bạ hết Họ cấm bạn tùm đó, Chẳng hạn như là Don't even think of parking here chẳng hạn. Rồi cấm bạn đó Quý vị tưởng là đi lên Ai ngờ đi vào chỗ rừng đâu oh. Không cho đi vào đây Thì cái người phụ nữ này họ nói rằng Lake Hollywood Park Là địa điểm an toàn nhất Mặc dù mình không lên tới đỉnh à, Nhưng mà ít nhất đó Có một cái địa điểm Để người dân có thể đậu xe lại Và chụp bức hình này oh. Thế nhưng nếu mà quý vị nào có đầu óc mạo hiểm thì có thể đi bộ lên trên đây. Từ ở dưới đất lên trên đó chỉ có 10 dặm mà thôi. oh mẹ 16 cây số để lên trên đó. Và bà nói rằng đậu xe và quý vị quan trọng đó là phải leo núi. Tức là đi một cái con dốc rất cao để lên được cái bảng của Hollywood. Vâng thưa quý vị, trong khi đó vào sáng ngày hôm nay người sáng lập Kim CEO của Papa John's Pizza là ông John mươi 56 tuổi, đã tuyên bố từ chức sau khi mà ông bị tố cáo là trong lúc nói chuyện với nhân viên thì đã dùng cái từ uh, nigger. Đã được biết là nguồn tin này được cái tờ Forbes loan tải đầu tiên cho biết là vào tháng 5 vừa rồi trong một cái cuộc họp qua điện thoại với một công ty có tên là Laundry Service là một công ty chuyên về tiếp thị đường hướng kinh doanh cũng như là giải quyết các cuộc khủng hoảng cho Papa John's thì cái nội dung cuộc họp ông uh, Snider được hỏi về cái quan điểm kỳ thị chủng tộc cũng như là cách đào tạo nhân viên tránh các cáo buộc kỳ thị này. Ừ thì ông này ông trả lời rằng À, đại tá Sanders tức là người sáng lập ra cái thương hiệu gà rán KFC cũng gọi người da đen là nigger mà ông ta đâu oh, có bị làm sao đâu. Rồi ông Sanders ông giải thích là vì ông sinh ra tại Indiana, ông mỗi ngày lúc nhỏ từng chứng kiến việc người gốc phi bị đánh đập đến chết cho nên là ông nói ông biết kỳ thị là như thế nào và ông sẽ có cách để mà tránh. Tuy nhiên cái cách mà ông kể cái câu chuyện này và cái việc ông thoải mái dùng cái từ nigger khiến cho những nhân viên có mặt mà trong đó có một người gốc Phi cảm thấy rất là khó chịu. Dạ vâng và cuối cùng thì hội đồng quản trị của Papa John's đã chấp nhận thư từ chức của ông Snyder và cho biết là họ sẽ tìm CEO mới trong thời gian sớm nhất. À, tiếng Anh thuật ngữ họ chỉ dùng cái chữ n-word chứ họ tránh dùng viết ra cái chữ đó luôn. Giới truyền thông Mỹ họ không bao giờ viết ra nguyên cái chữ mà tiếng Việt tạm dịch là chó đen. Tôi quý vị chữ kỳ thị rất nặng đối với người gốc Phi Châu. Hôm nay quý vị hành khách nào mà đi du lịch thì đây cũng là một cái bản tin sẽ khiến cho những cái vụ mà kiện nhắm vào cơ quan an ninh vận tải gọi tắt là TSA. Cơ quan này chịu trách nhiệm tất cả vấn đề an ninh khủng bố tại phi trường và tại các cảng. Thưa quý vị, những nơi mà có hành khách qua lại đó thì cơ quan TSA chịu trách nhiệm để giữ an ninh. Thì năm 2006 và cái vụ kiện này nó kéo dài từ 12 năm qua, cuối cùng ngày hôm qua mới được tòa kháng án kết thúc. Bởi vì một cặp vợ chồng ở Philadelphia họ vì vào phi trường và không biết vì lý do nào họ đã bị chặn xét rồi nghĩa là bà bị lục tung và phải cởi đồ ra rồi hai người mất chuyến bay rồi bị giữ lại ở phi trường đủ thứ chuyện hết và họ bực mình quá họ nói rằng nhân viên tsa đã không cho họ cơ hội và chỉ lạm quyền để cũng giống như một cái hình thức kỳ thị họ vậy thì hôm qua tòa kháng án tức là ở dưới tòa đã không cho và đưa lên trên tòa kháng án tòa kháng án nói rằng có những việc mà chính phủ hoa kỳ cần phải làm kể cả vi phạm quyền riêng tư của người dân nữa nhưng vì vấn đề an ninh quốc gia. Thưa quý vị, cái chữ an ninh quốc gia nó lớn lắm và đó là lý do tại sao tổng thống của nước Mỹ khi mà ông sử dụng cái chữ an ninh quốc gia là ông có rộng quyền để đưa ra những cái xác lệnh. Như chúng ta đã thấy, tổng thống có thể đưa ra các xác lệnh từ vấn đề chính sách mậu dịch, vấn đề chính sách chống khủng bố cho đến vấn đề chính sách di dân dựa trên quan điểm an ninh quốc gia. Và đó là lý do tòa kháng án ở philadelphia đã bỏ phiếu cho phép cơ quan tsa được rộng quyền hơn nữa và điểm quan trọng hơn là hành khách không còn được quyền kiện cơ quan này không được quyền kiện cơ quan tsa nữa và để giải quyết tất cả các vụ kiện họ nói rằng những nhân viên này làm việc và họ đã được phép vấn đề chính đó là cái người hành khách đó có tuân thủ đầy đủ các quy định và luật lệ tại phi trường hay không. Và để bảo vệ an ninh, những người nhân viên của TSA được quyền chọn ra randomly, có nghĩa là chọn ra bất cứ một cái người nào họ nghi ngờ để mà họ xét. Và trong trường hợp xét này, kể cả thoát y một cái người đó ra để kiểm tra xem người đó có mang theo cái chất liệu khủng bố hoặc là ma túy trong người hay không Vâng thưa quý vị Trong khi đó thì à, chắc quý vị cũng còn nhớ Là vào hôm đầu tuần à, Có một à, Ông cụ khoảng 92 tuổi Khi mà đang đi bộ ở khu vực Los Angeles thì lúc mà đi băng ngang băng ngang băng băng ngang qua đường đối diện với một người phụ nữ gốc Phi và một đứa trẻ thì bất ngờ ông bị một cái bà ông bị cái bà này bả lao vào bả đẩy và dùng một cái cục gạch đập tới tấp vào mặt của ông cụ vào đầu quý vị nhìn xem rất may là ông vẫn qua khỏi và hiện nay đã được thả về nhà. Thì tin tức cho biết hôm thứ ba người phụ nữ này đã bị bắt thưa quý vị, bà này được xác nhận danh tính tên là Laisha là Jones, cư dân của Los Angeles và ba năm nay 30 tuổi và đây là hình ảnh của bà này. Thì à, được biết là trên trang GoFundMe Pay à, lúc đầu gia đình của ông cụ muốn à, mong muốn mọi người quyên góp khoảng 15.000 Mỹ kim để trang trải tiền viện phí, nhưng mà câu chuyện này đã khiến mọi người cảm động và được biết hiện nay GoFundMe đã thu được 255.000 wow. Dạ vâng, cho ông uh, Rodolfo Rodriguez Tương tự như một cái ông lão mà vợ chết Ông phải đẩy cái xe đi bán cà rem Dạ vâng Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả Chiều nay lúc 5 giờ chúng tôi trở lại Và gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, Việt Nam và quốc tế cập nhật trong ngày Ngay bây giờ quý vị giữ nguyên băng tầng 56.7 Theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui Hẹn gặp lại vào chương trình sáng mai